chào tất cả mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ bình an. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại Quảng Nam và đây là sân khấu tại đích đến tại tỉnh Quảng Nam trong chặng đua các vận động viên xe đạp tại cuộc đua xe đạp quốc truyền hình lần thứ 36 năm 2024. Thì giờ này các vận động viên đã về tới đích rồi và bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem không khí xung quanh cái sự kiện trao giải. Giờ này thì các vận động viên rất là về rất đông nè. Và ủa sao đây có cái gì vui quá nè. Đây. Quá xô. Đây là phát cờ. Ở đây có sinh nhật của ai? Đó, happy birthday. Các vận động viên được ban tổ chức tổ chức sinh nhật cho hai vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh số 3 và vận động viên Love Road Đồng Nai mang số 75. Đây là một cái sự bất ngờ cho các vận động viên. Các vận động viên được tặng quà là hai con Speedy ngựa, hai con ngựa bông. Ở đây MC Như Bình nha. Cuộc đua này thì đến sinh nhật của các vận động viên thì ban tổ chức sẽ tạo bất ngờ cho các vận động viên. Để lấy MC Việt Anh. Sinh nhật hai vận động viên này, sinh nhật ngày 17 tháng 4. Đây là các phóng viên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đang phỏng vấn. Các người hâm mộ tỉnh Quảng Nam đang đến xin chụp hình với tay đua đang mặc áo vàng Rikonov. Ở đây các vận động viên 6-10 Châu Thới Vĩnh Long, nông nghiệp Vĩnh Long. Thì, ở đây vận động viên số 23 Trịnh Đức Tâm, đội Hàng Ngọc Trời An Giang. Thì trong quá trình đua thì vận động viên Trịnh Đức Tâm này là thường xuyên là người để mang những cái tiếp tế lương thực rồi nước cho các vận động viên đồng đội và hỗ trợ những cái đội khác. Đây là vận động viên Hoài số 22 đang mặc áo cam. Nguyễn Tấn Hoài. À,
số 117 đội Vĩnh Long về đích đầu tiên tại chặng Đà Nẵng Quảng Nam. Hey.